Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Siêu kịch tính 8 bàn trận đấu chung kết, Tây Ban Nha khiến cho cả thế giới vỡ òa, Pháp thua tâm phục khẩu phục. Và rạng sáng ngày 10 tháng 8, Olympic Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp 5-3 sau 120 phút thi đấu tại chung kết, qua đó giành huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic 2024. Đúng như dự đoán trước của nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới, trận chung kết Olympic Paris giữa Pháp và Tây Ban Nha đã diễn ra vô cùng cuồng nhiệt và kịch tính với cơn mưa bàn thắng mà hàng màn rượt đuổi tỷ số khốc liệt đến từ cả hai đội. Được đánh giá là trận chung kết trong mơ của giải đấu khi cả Pháp và Tây Ban Nha đều mang đội hình rất mạnh tham dự Olympic. Đồng thời, cả hai đội đều thể hiện sức mạnh áp đảo từ giai đoạn vòng bảng. Olympic Pháp cho thấy họ là đội bóng đồng đều mọi tuyến, khi mà chỉ để thủng lưới vỏn vẹn có một bàn từ đầu giải. Cả Olympic Pháp từng cùng với Tây Ban Nha đều ghi được 11 bàn sau 5 trận và sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu. Vào đến trận chung kết, hai đội sẽ dựa vào nhiều đẳng cấp, kinh nghiệm của những ngôi sao danh tiếng như là Lacazette, Mateta, Olise, U23 của Pháp. Bên phía Tây Ban Nha là Fermín López, Kubasi và Baena. Bước vào hiệp 1, đội thi đấu căng thẳng với những pha chạm trán gay gắt sau tiếng còi khai cuộc. Sau trận đấu, phải dừng lại nhiều lần trước những sự va chạm của nhiều cầu thủ. Mãi đến phút thứ 11 từ góc hẹp, Enzo Milot tung cú sút không quá khó. Tuy nhiên, thủ môn Anautenas của Tây Ban Nha lại mắc phải một sai lầm khi bắt bóng quá tệ hại. U23 Pháp lại có được bàn mở tỷ số bất ngờ làm nóng rực các khán đài Pháp. Sau bàn thua, Tây Ban Nha vẫn tập trung cao độ triển khai lối chơi bóng ngắn sở trường. Ở ngay cơ hội đầu tiên, ngay từ phút thứ 18, đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Denia đã thu về bàn gỡ hòa. Từ pha chọc khe của Alex Baena, Fermín đã nỗi hiểm hóc, không cho thủ môn đội chủ nhà cơ hội cản phá. Fermín, sao trẻ của Barca, tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng thứ 5, đi kèm với đó là một pha kiến tạo tại Thế vận hội Olympic Paris 2024. Phút thứ 25, khán đài Parc des Princes bất ngờ phải ngậm chìm trong câm lặng. Sau pha dứt điểm không thành công của Ruiz, Fermín có mặt để đá bồi tung lưới chủ nhà, giúp Tây Ban Nha lần đầu vượt lên dẫn trước 2-1. Đây đã là pha lập công thứ 6 của cầu thủ này tại Olympic 2024. Cơn ác mộng của cổ động viên Pháp chưa dừng lại. Chỉ 3 phút sau, bàn thua thứ 2, mảnh lưới của Rested lại tiếp tục rung lên sau siêu phẩm đá phạt của Alex Baena, nâng tỷ số lên 3-1. Từ đầu giải, Olympic Pháp mới chỉ thủng lưới có một bàn. Riêng trong trận chung kết, Les Bleus phải để nhận đến 3 bàn thua sốc ngay trong hiệp 1. Sau những bàn thua liên tiếp, Pháp chơi đầy bế tắc. Đến phút 45+2, chủ nhà bất ngờ có cơ hội sau sai sót của hậu vệ Tây Ban Nha. Dù vậy, cú đánh đầu cận thành của Mateta vẫn bị thủ môn cản phá. 2 phút sau, đến lượt Michael Olise dứt điểm sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm. Bóng chỉ đi chệch cột trong có gàng tấc. Hiệp 1 khép lại với lợi thế cực lớn dành cho Tây Ban Nha. Sang hiệp 2, Pháp không còn đường lui, buộc đẩy cao đội hình để tấn công. Phút thứ 57, chủ nhà bị từ chối cơ hội rõ rệt. Cú đánh đầu cận thành của Kone hạ thủ môn nhưng bóng lại tìm đến xà ngang nảy ra bên ngoài. Trước sức ép liên tục từ hàng công của Pháp, các hậu vệ Tây Ban Nha đã để lộ khoảng trống. Tại phút 72, Kone chiếm cơ hội, dứt điểm nhưng thủ môn Tenas vẫn chơi xuất sắc, qua đó giúp La Roja không phải nhận thêm bàn thua. Tiếp sau đó, sau 9 cú sút không thành công, nỗ lực của chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ pha treo bóng của Olise bên cánh phải. Agli Cuce tạo ra điểm cắt bóng khiến toàn bộ hàng thủ Tây Ban Nha đứng nhìn chịu bất lực. Kịch tính được đẩy lên tại phút bù giờ, Joan Miranda khiến Tây Ban Nha chịu phạt đền sau một pha kéo người lộ liễu trong vùng cấm. Ngay lập tức trọng tài chệch và quyết định có phạt 11m. Từ cự ly này, Mateta không mắc sai sót đưa tỷ số lên 3-3. Hai đội một lần nữa quay trở lại vạch xuất phát. Phút 90+6, Tây Ban Nha suýt chưa nữa định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, cú sút của Turrientes lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Kết thúc thời gian đá chính, hai đội hòa nhau 3-3 sau 90 phút và phải nhận phân định thắng thua bằng hiệp phụ, cũng như có thể là cả luân lưu. Bước vào hiệp phụ, dù thể lực đã sa sút, hai đội vẫn chơi ăn miếng trả miếng rất gay gắt. Phút 100, cầu thủ ban huấn luyện Tây Ban Nha vỡ òa cảm xúc khi Camelo thoát xuống rồi lỗ bóng qua thủ môn, hất một cú bóng điệu nghệ tung lưới người Pháp, mang về bàn thắng thứ 4 cho đội khách, qua đó nâng tỷ số lên 4-3. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, đến phút 120+1,
Trong thế chẳng còn gì để mất, người Pháp lại phải trả giá sau một pha tấn công toàn tập không thành. Camelo tiếp tục dội thêm một bàn cuối cho thuyết phục, hẳn qua đó ấn định tỷ số 5-3 cho La Roja, mang lại cảm xúc vỡ òa trên khắp khán đài thi đấu. Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha có lần đầu tiên được nếm trải tấm huy chương vàng bóng đá nam Olympic sau 32 năm chờ đợi. Trong đó, chủ nhà Pháp sẽ phải tiếp tục chờ đợi ít nhất 4 năm sau, nơi Olympic 2028 sẽ được diễn ra tại Mỹ. De Gea bất ngờ trở lại thi đấu đỉnh cao sau hơn 1 năm thất nghiệp. Sau hơn 1 năm thất nghiệp, David De Gea vừa đạt thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Fiorentina tại Serie A. Với việc đến một bến đỗ khiêm tốn, anh sẽ phải chấp nhận giảm sâu tiền lương. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định De Gea đã đạt được các thỏa thuận cơ bản với Fiorentina. Do thủ môn 34 tuổi thuộc diện tự do nên mọi thứ sẽ không mất nhiều thời gian. Anh sẽ đến Fiorentina để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Ràng buộc của hai bên được khẳng định chỉ có thời hạn ngắn. Điều này có nghĩa là Fiorentina khá dè dặt trong thương vụ này. Có lẽ họ không đặt nhiều kỳ vọng vào một thủ môn đã hơn 12 tháng không thi đấu đỉnh cao. Và mức lương câu lạc bộ Italia trả cho De Gea cũng phản ánh điều này. Theo các nguồn tin, cựu ngôi sao Elmo sẽ chỉ nhận 3 triệu euro một năm, chưa bằng 1/5 so với những gì anh từng được trả tại Old Trafford. Fiorentina nếu như thể hiện tốt, De Gea sẽ được trói bằng ràng buộc dài hạn hơn, cho phép anh nhận mức lương cao gấp rưỡi. De Gea sẽ cùng với Marin Pogacic, Moise Kean và Andrea Cavani trở thành những bản hợp đồng mùa hè 2024 của Fiorentina. Dù cho các điều khoản không thật sự hậu hĩnh nhưng quan trọng với De Gea là anh đã hết thất nghiệp. Thời gian qua, thủ môn sinh năm 90 tập luyện cùng các câu lạc bộ nghiệp dư và anh cũng nhận được nhiều đề nghị nhưng De Gea đều từ chối. Động thái đó khiến cho người hâm mộ lo rằng De Gea sẽ nhanh chóng đi đến quyết định giải nghệ và MU, đội bóng De Gea gắn bó 12 năm sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của anh. Thế nhưng cuối cùng thì De Gea vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình. Ở tuổi 34 với một số thủ môn chưa thể gọi là De Gea đã già, song người gác đền này sẽ phải nỗ lực nhiều. Có lẽ anh chưa thể được bảo đảm vị trí khi mà Fiorentina vẫn có những thủ môn có trình độ cao gồm có Piero Tarazioni, Oliver Christensen. Dani Olmo sẽ sớm trở thành cầu thủ Barcelona trong vòng một ngày tới với giá 62 triệu euro. Dani Olmo chỉ cách một cuộc kiểm tra y tế nữa để trở lại Barcelona. Nhưng lần này, với tư cách cầu thủ đội 1, ngôi sao của nhà vô địch Euro 2024 Tây Ban Nha đã đồng ý gia nhập câu lạc bộ cũ sau khi Leipzig và Barca đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng. Sau khi giám đốc thể thao Deco của Barcelona đến Leipzig để đàm phán, hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng. Barcelona sẽ trả 55 triệu euro cho Leipzig. Ngoài ra còn có điều khoản 7 triệu euro phụ phí, nhưng đi kèm với đó là những điều kiện thi đấu khó đạt được. Còn cá nhân Olmo đã đồng ý với hợp đồng 6 năm cho Barcelona đến năm 2030. Olmo lúc này đã cùng bố của anh lên máy bay rời Leipzig, trong khi Deco đã trở về Barcelona trước đó. Theo nhà báo Gerard Romero, Olmo sẽ tới Barcelona trong rạng sáng ngày 7 tháng 8 theo giờ Việt Nam, sau khi dừng chân tại Lyon. Sau đó anh sẽ đến trụ sở của câu lạc bộ ngày 7 tháng 8 để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Nếu không có vấn đề gì, Olmo sẽ bắt đầu tập cùng Barca vào thứ Bảy tuần này. Các fan của Barca không chỉ đang chờ đợi sự xuất hiện của Olmo mà còn đang đoán xem anh sẽ mặc áo số mấy. Olmo mặc áo số 7 tại Leipzig nhưng Ferran Torres đã chọn số áo này. Còn ở tuyển Tây Ban Nha, anh từng đeo áo số 19 và 21 nhưng đó là số áo của Lamine Yamal và Frankie De Jong. Đáng chú ý là áo số 10 đang bỏ trống chính là số áo của Lionel Messi ngày trước. Số 10 cũng là số áo của Olmo tại Euro và nếu như Ansu Fati rời câu lạc bộ, anh có thể chọn số áo này. Trong quá khứ, cầu thủ 26 tuổi này cũng từng mặc số áo 12 tại đội tuyển quốc gia và 25 tại Leipzig. Và hai số áo này đều đang bỏ trống ở Barca. Theo luật, La Liga số áo 25 là dành cho thủ môn số 3, nhưng nếu như Barca không đăng ký 3 thủ môn, thì Olmo có thể mặc số 25. Vụ chuyển nhượng này không hẳn được các fan Barca đón nhận tích cực. Bên cạnh tiền sử chấn thương khá dài của Olmo, không ít culi cho rằng Barca đang nhảm nhí. Bởi họ đã có Petri và tuyển thủ Olympic Fermín López cho một vị trí tiền vệ tấn công. Olmo gia nhập chưa chắc sẽ có vị trí để mà đá, bởi cánh phải đã có Yamal nên dễ dẫn đến điều này. Liên đoàn bóng đá nước Anh đã bổ nhiệm Lee Casley làm huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Anh. Huấn luyện viên trưởng U21 Anh Lee Casley lọt vào tầm ngắm của Liên đoàn bóng đá Anh và chính thức trở thành huấn luyện viên tạm quyền cho đội tuyển Anh vào ngày 9 tháng 8. Trong ngày nhậm chức, ông Lee Casley bày tỏ niềm vui khi được dẫn dắt đội tuyển Anh. Thật vinh dự khi trở thành huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển Anh. Tôi rất quen thuộc với các cầu thủ và công việc huấn luyện tại các đội tuyển quốc gia.
Vậy nên việc dẫn dắt đội tuyển Anh trong khi Liên đoàn bóng đá nước Anh đang tuyển dụng huấn luyện viên mới là điều hợp lý đối với tôi. Ưu tiên chính của tôi đó là đảm bảo tính liên tục và mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo suất thăng hạng tại UEFA Nations League. Liên đoàn bóng đá nước Anh cho biết huấn luyện viên Lee Carsley sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh trong hai trận đấu với Cộng hòa Iceland và Phần Lan tại UEFA Nations League vào tháng 9 tới đây. Chiến lược gia 50 tuổi sẽ công bố danh sách các cầu thủ tham dự hai trận đấu tại UEFA Nations League vào ngày 29 tháng 8. Mark Buckingham, giám đốc điều hành FA đã lên tiếng khen ngợi huấn luyện viên Carsley. Lee như là một huấn luyện viên tuyệt vời, anh ấy đã làm việc tại nhiều câu lạc bộ và hầu hết các cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh ấy là giải pháp tạm thời rất tuyệt vời và chúng tôi tin tưởng anh ấy sẽ thể hiện tốt tại UEFA Nations League. Chúng tôi rất biết ơn Lee vì đã đứng ra huấn luyện đội tuyển trong khi FA tiếp tục quá trình tuyển dụng của họ. Vào mùa hè năm 2023, huấn luyện viên trưởng Lee Carsley đã gây ấn tượng khi giúp đội tuyển U21 Anh lên ngôi vô địch giải U21 châu Âu.